ở trên tay của mình đang có 10 triệu. Ủa, 10 triệu đâu ra vậy? Quỷ đen đúng không? Quỷ đen cái gì bà nội, cái này là tiền tôi mới đặt con heo đất mà tôi với bà tiết kiệm chung với nhau á. Nhớ không? Rồi, nhớ rồi. Trời ơi, quýnh người ta không cầm tiền là quỷ đen. Xin lỗi. Quýnh người ta muốn chết luôn, vừa mới cầm tiền thôi mà bà quýnh tôi rồi các bạn à. Trời ơi, thật ra là cũng có quỷ đen nhưng mà không có nhiều vậy đâu. Hả? À không, không gì. Thôi, nói chung là ở trên tay của mình đang có 10 triệu thì đây chính là số tiền mà mình với Sammy đã tiết kiệm cùng với nhau trong suốt một tháng qua các bạn ạ. À. Đó, nói chung là mỗi ngày mình bỏ vô mấy trăm và đến cuối tháng của mình đã được 10 triệu. Và 10 triệu này dùng để làm gì? Bọn mình sẽ mua những cái món đồ mà bọn mình thích. Thì tôi mới vừa nghĩ thế này nè Sam, thay vì bây giờ 10 triệu chia cho hai đứa thì mỗi đứa được có 5 triệu à. Hay là bây giờ mình vào trong game mình thi đấu với nhau, nếu như người nào chiến thắng sẽ được hết 10 triệu này, chịu không? Nghe hay vậy. Chơi sợ gì? Chơi à? Tôi đang thích cái con đồng hồ Apple Watch màu hồng đáng yêu nên tôi bây giờ cần tiền để mua. Đồng hồ Apple Watch hả? Sammy thích đồng hồ Apple Watch hả? Màu hồng. Màu hồng luôn hả? Nhưng mà chắc gì thắng được Phong đâu mà mua. Trời ơi, còn tôi nha, là tôi đang thích một cái đôi giày. Ui, cái đôi giày đó cũng màu hồng luôn đó. Trời ơi, đây tôi để hình cho bạn coi nè, hơi bị đẹp luôn nha đấy. Thì 10 triệu này thì chắc là sẽ đủ để mua hai đôi giày luôn á bạn. Nên mua giày hay mua Apple Watch ta? Apple Watch. Mua giày mang thích hơn. Apple Watch mang đeo đồng hồ sướng hơn. Trời ơi, vậy thôi bây giờ như thế này đi, tôi với Sammy sẽ vào trong tựa game bất và hai đứa mình sẽ cùng nhau thi đấu. Nếu như ai có thể mặc đồ giống như skin ở trong game nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng và được 10 triệu này. Đồng ý không? Đồng ý. Nhớ nha, thua là không có khóc nha. Ai khóc tôi cũng khóc đâu. Ok, được rồi, thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Tiền này của tôi là cái chắc rồi. Tôi rồi, ok 500 anh em. Hiện tại bây giờ tôi đã vào trong cái tựa game bất của chúng ta để cùng nhau thiết kế skin đây. Đấy, thì anh em thấy là lần trước tôi vô là tôi còn mặc cái bộ đồ của chú rể đúng không? Nhưng bây giờ thì tôi đã cởi bộ đồ ra rồi. À không, thật ra là vẫn còn dư đôi giày nha các bạn. Quên cởi cái đôi giày ra. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần chỉnh sửa hình đại diện nè, để chúng ta cùng nhau thiết kế skin. Ở trong cái tập đầu tiên khi mà mình quay cái game này thì chắc các bạn cũng biết rồi, thì game bất này có một cái này khá là hay, đó chính là có rất là nhiều những skin đẹp luôn. Ví dụ như là có skin Mario nè, có skin Mario nhưng mà phiên bản ốm hơn. Sao phiên bản này nhìn ốm nhờ ốm nhách, phiên bản dưới đây nhìn mập quá vậy. Rồi, có thêm mấy cái skin gọi là cái skin gì đây? Trời ơi, cái skin con này là con gì vậy? Hình như là cái cam của tôi che mất cái đầu của cái con này rồi, nhưng mà mấy bạn có nhìn thấy cái mặt của nó không? Đây. Đó. Cái skin này là skin con gì vậy trời? Ui, có cả skin anime nữa nè. Wow. Trong đây gọi là skin thiết kế đẹp dữ ta. Và đặc biệt nha bạn, mình mới vừa phát hiện ở trên đây nó có một cái bộ skin của một cái bạn mèo như thế này đó bạn. Đây, các bạn thấy cái skin này không? Đây, từ cái cam của mình che mất tiêu rồi, để mình lấy cái cam mình ra cho bạn coi. Đó, thì cái skin này á bạn, là lần trước á, là nếu như bạn nào mà có theo dõi TikTok của Sammy thì chắc bạn cũng biết là Sammy đã từng làm một cái content là biến hình thành bạn gái của mèo Tôm ở trong Tôm và Jerry á bạn. Thì gọi là Sammy đã từng mặc cái bộ đồ y chang cái này luôn. Đây, mình sẽ để cho bạn coi cái hình này đó. Đây là cái hình ở trên TikTok của Sam nè, còn cái hình này chính là hình trong game nè. Y chang luôn các bạn ạ, y hệt luôn. Mấy đầu tôi vô tôi nhìn thấy tôi bất ngờ luôn á, tôi tưởng là có ai thiết kế skin giống Sam chứ. Nhưng mà hóa ra không nha các bạn nha, cái này là skin của bạn mèo bạn gái của mèo Tôm ở trong Tôm và Jerry nha. Đấy. Thì nói chung á là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái phần ở trong game này, chính là phần vẽ bạn ạ. Cái game bất này á, nó có cái này khá là đặc biệt mà mình nghĩ rằng là tựa game nào cũng nên học hỏi game bất này ở chỗ bạn biết là gì không? Đó chính là chúng ta có thể tự thiết kế skin cho chúng ta được. Ví dụ như bây giờ bạn nào mà không có kim cương, không có tiền nạp vào game á, thì mấy bạn có thể vào trong cái phần thiết kế nè, mấy bạn chọn ra một cái bộ quần áo màu trắng như thế này đó, có rất là nhiều luôn, bộ quần áo nè, mắt kính nè, rồi còn có thêm giày dép nè, mặt nạ cái kiểu đó nè, đó váy dành cho mấy bạn nữ đó nè, đó mấy bạn có thể vào đây mấy bạn tự vẽ skin luôn. Bạn nào mà có hoa tay á, mà vẽ đẹp đẹp á nha, là vô đây thiết kế với bộ skin hơi bị đẹp luôn đó. Thì có bạn nào từng tự thiết kế skin trong game này chưa, có thể nào comment cái tên của bạn bên dưới ở trong game được không, thì tôi sẽ vô tôi xem thử skin của các bạn như thế nào. Ok rồi, à mà quên nữa, lần trước có một bạn fan bảo với mình á là anh Phong hãy vào trong cái phần vẽ nè, sau đó anh Phong bấm vào trong cái phần cái kính lúp để tìm kiếm cái phần này đúng không, sau đó anh hãy ghi chữ Phong cận ra đi thì sẽ có điều bất ngờ. Thì mình cũng không biết điều bất ngờ là cái gì, để mình ghi ra thử nha bạn nha. Ghi Phong cận nè, sau đó mình sẽ tìm kiếm. What the hell, cái gì đây? Cái gì đây?
What? Ở trong game có nguyên một cái bộ váy gọi là có hình của tôi với Sammy luôn nè các bạn. Ủa mà khoan, từ game này là mình ghép hình của mình vô được luôn hả ta? Cái gì xịn dữ vậy? Wow, tính ra cái này là giờ tôi mới biết đó nha, hơi bị đặc biệt nha. Có thể ghép hình của tôi với Sam vào được nè. Ê, nhưng mà tại sao lại ghép vô hình cái váy ta? Tại sao lại không ghép vô cái áo á, cho bạn nữ hay bạn nam đều có thể mặc được nha. Cái này mà là ghép vô trong cái áo nha là tôi sẽ mặc liền luôn á. Nhưng mà cái này là cái váy rồi. Trời ơi, ghép vào trong cái áo hơi bị đẹp luôn nha. Bạn nào mà biết ghép á, bạn ghép cho tôi một cái áo nào đó có hình của tôi với Sam đi, tôi sẽ mặc được không bạn? Ok. Rồi, cái áo này đẹp nha, tôi sẽ tìm lại nè, lưu cái áo này lại. Ờ, áo này hơi bị dễ thương luôn. Mặc tôi á mọi người. Đây là mặc tôi với Sam đó. Tự nhiên thấy mặt mình trên game. Rồi thôi, bây giờ không nói nhiều nữa bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tranh thủ vào và thiết kế dễ skin của chúng ta ra để cùng nhau thi đấu với Sam nha. Không thôi là tí nữa trễ là tôi mất 10 triệu sao đúng không? Trời, tôi phải lấy 10 triệu đó để tôi gọi là mua đồ chơi và tôi quay vlog cho bạn xem chứ đúng không? Đầu tiên nha thì chúng ta sẽ cần có một cái áo khoác ở bên ngoài. Theo như cái hình của tôi á bạn, cái hình bộ đồ tôi đang mặc nè đó, thì tôi sẽ mặc một cái áo khoác ở bên ngoài, thì tôi sẽ chọn cái này nha bạn nha. Cái bộ này nhìn giống cái áo khoác nè. Tiếp theo nữa thì cái áo khoác này của tôi thì sẽ có những cái sọc vuông màu xanh dương. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vào đây để chọn màu. Đây, màu này y chang nè. Đây, màu này. Rồi, sau đó thì mình sẽ bắt đầu vẽ theo cái skin này nha các bạn nha. Đây nè, đầu tiên thì mình sẽ vẽ một đường xuống như thế này. Đó, các bạn thấy không? Mình vẽ đến đâu thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện gọi là những cái hình theo hình chúng ta vẽ trên cái áo nè. Đó, một cái sọc xuống như thế này. Cái áo của tôi là kiểu như là sọc mấy ô vuông á, cho nên là tôi sẽ kẻ hết luôn nha các bạn nha, kẻ hết luôn. Đó, chia ô ra. Ơ chết, bị lem rồi. Bị lem thì có xóa được không? Hình như là được đúng không? À đây, cái này đây. Ok, xóa. Trời, tôi là bình thường là tôi gọi là vẽ không đẹp bằng Simmy với Sammy thôi. Nhưng mà ngày xưa đi học là tôi cũng có hoa tay á nha các bạn. Ngày xưa tôi đi học á là ở trong lớp là có nhiều bạn của tôi gọi là hay nhờ tôi vẽ tranh giùm lắm. Ngày xưa là tôi còn gọi là vẽ tranh cho mấy bạn ở trong lớp, rồi sau đó là còn được mấy bạn ấy gọi là cho bánh kẹo ở trong lớp mà các bạn. Hơi bị xịn sò luôn nha. Rồi đó, ok, bây giờ là tôi vẽ xong gọi là cái mặt trước của cái áo rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ quay đến cái mặt sau của cái áo nha các bạn nha. Thì mặt sau của cái áo mình cũng sẽ vẽ y chang vậy luôn. Mình cứ kẻ một cái đường xuống cái này nè, đó. Cứ vẽ y chang vậy thôi các bạn. Mình nhìn theo cái hình sau đó mình vẽ theo thôi. Tí nữa mình mặc đồ y chang vậy là thế nào mình cũng sẽ là bộ skin giống nhất các bạn ạ. Mình sẽ đẹp hơn Sam, mình sẽ lấy được 10 triệu. quá đã, ok. Bây giờ mình sẽ vẽ cho xong mấy cái đường sọc này rồi mình sẽ quay trở lại nha các bạn nha. Không thôi là các bạn ngồi các bạn coi mình vẽ thôi là bạn buồn ngủ luôn á, cho nên là tôi sẽ vẽ xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha. Ok. A few minutes later. Rồi, ok mấy ní ơi, thì sau 15 phút ngồi tô vẽ vẽ thì cuối cùng tôi cũng đã vẽ gần xong cái áo của tôi nè. Đó, tôi vẽ được mấy cái sọc bên ngoài nè các bạn. Đấy, tôi đã để cái cam của tôi xịt qua bên đây để cho các bạn có thể dễ nhìn cái áo của tôi hơn đó. Rồi, thì bên ngoài là cái sọc như thế này đúng không? Thì bên trong cái áo của tôi sẽ mặc một cái áo màu đen, cho nên là mình sẽ chọn màu đen nha các bạn. Thì để coi màu đen đây. Mình sẽ tô cái áo bên trong của mình thành màu đen như thế này. Đó, rồi chuyển ra sau lưng nè, tô màu nè, rồi xong. Đấy, ok. Vậy là bây giờ là nhìn giống y hệt như cái áo của tôi gọi là ở ngoài đời thật rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu nó lại nha các bạn nha. Đây, bấm phần lưu lại nè, rồi đã lưu thành công. Rồi, mình sẽ xuất nó ra luôn. Mình sẽ đặt tên cho nó là áo 1 nha các bạn nha. Rồi, lưu lại. Rồi, ok, đã lưu thành công. Rồi, bây giờ thì hình như là mình sẽ có thể mặc được rồi các bạn. Để mình thử, mình ra mình mặc thử nha. Đấy, mình đã mặc cái bộ đồ vô. Ủa, cái gì đấy? Ủa, sao tôi mặc vô xong giờ tôi mới để ý là hình như cái này là đồ dành cho con gái mà. Ủa, trời ơi, tôi vẽ một hồi xong giờ tôi mới phát hiện ra bộ đồ này là dành cho con gái các bạn ơi. Bên trong là cái áo ba lỗ nè. À không, không phải là áo ba lỗ đó, bên trong hình như là cái váy nè. Còn bên ngoài là một cái áo khoác. Cái này là cái váy cho con gái mà trời. Xì bà, tôi vẽ lộn rồi các bạn ơi. Thôi để tôi kiếm bộ nào khác tôi vẽ lại nha các bạn. Trời ơi. Rồi, ok mấy ní. Bây giờ thì tôi đã chỉnh qua một cái bộ skin khác rồi đây. Thì cái này là đồ của con trai nha các bạn nha. Hồi nãy tôi chọn nhầm cái váy con gái các bạn ạ. À, nhưng mà tôi đã đổi qua skin này rồi. Thì mới vừa vẽ xong nè các bạn. Đấy. À quên, hình như vẫn còn mấy cái ô vuông. Tôi chưa kẻ xong mấy cái ô vuông nữa. Bạn để tôi xíu nha. Từ từ quên. Trời ơi, có mấy cái ô vuông này phải kẻ nè. Đây, phải kẻ lại mấy cái ô vuông này nè. Quên mất không kẻ mấy cái ô vuông này, phải kẻ sọc vậy mới giống. Đó. Rồi đó, kẻ xong rồi đó. Bên ngoài là một cái áo gọi là có những cái ô vuông sọc, bên trong là áo màu đen. Rồi, hợp lý. Bây giờ tới lượt cái quần nha các bạn nha. Từ nãy giờ là mình vẽ xong cái áo rồi nè. Bây giờ là mình sẽ vẽ đến cái quần nha các bạn. Đấy, thì cái quần của tôi là nó sẽ có màu xanh dương, kiểu gọi là xanh dương, nó hơi đen xíu bạn. Là màu nào ta, để tôi lựa coi.
Màu này được không? Màu này được không? Tôi thấy màu này hợp lý nè. À đúng rồi, cái màu này, cái màu y chang cái quần của tôi luôn nè. Hợp lý, tôi sẽ chọn cái quần này nha. Đó, tôi sẽ tô màu cho nó như này. Rồi. Và ở trên cái quần của tôi thì như các bạn đang nhìn ở trên hình á thì nó có thêm cả những cái họa tiết như là những bông hoa được kiểu nữa, cho nên là mình sẽ vẽ thêm bông hoa lên nha các bạn nha. Bông hoa thì chắc là tôi sẽ vẽ kiểu vẽ đơn giản thôi các bạn. Đó, mình vẽ đơn giản thôi là mình sẽ gọi là vẽ một cái chấm như thế này đó, sau đó là mình sẽ vẽ cho nó cánh hoa màu vàng vô đó, kiểu thế này đó. Đấy, xong một bông hoa rồi, đến bông hoa thứ hai. Bông hoa thứ hai thì chắc là sẽ là bông hoa màu màu xanh dương đi. Ừ ok rồi, bông hoa thứ hai màu xanh dương như thế này đó. Ok, ui tính ra là vẽ cũng dễ bạn ạ, cũng không quá khó đấy. Trời ơi, vẽ hồi là ra ngay cái bộ quần áo của tôi liền. Rồi, bông hoa bên này thì mình sẽ vẽ ở phía trên đây đi. Ok, bên trong sẽ là màu vàng nè, bên ngoài thì sẽ là tô màu đỏ nha. Đấy. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ thiết kế, khi nào xong rồi tôi sẽ quay trở lại nha bạn. A few moments later. Rồi, ok bạn ạ. Và sau khi vẽ một hồi xong thì tôi đã có một cái quần đầy hoa như thế này nè. Đấy. Mà sao tôi vẽ sao có hai bông hoa nằm ở hai cái mông tôi. Trời ơi trời. Thôi mà nhìn vậy cũng dễ thương đó. Ok. Rồi để cái này đi. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã xong được bộ quần áo nha các bạn nha. Thì mình sẽ gọi là lưu nó lại nè. Rồi, mình sẽ lưu lại là áo phong cận. Rồi, mình sẽ bán cái bộ quần áo này của mình với giá là bao nhiêu kim cương đó ta? Ừ, mình sẽ bán với giá là 2 kim cương đi. Ai mua thì mua nha. Mình sẽ bán với giá là 2 kim cương. Ủa gì? Tối thiểu là 10 kim cương luôn hả? Ok, bán 10 kim cương luôn. Không biết có ai gọi là rảnh kim cương mua skin của mình không ta? Rồi, để tôi mặc thử nha các bạn nha, để xem coi như thế nào nè. Mặc vô. Đó, thấy chưa? Mặc vô cái là nhìn nó đẹp liền các bạn ơi, nhìn y chang như là bộ đồ tôi mặc ở ngoài đại học luôn, y chang luôn. Ơ nhưng mà hình như là có đôi giày hơi khác nha, mình phải có đôi giày nè. Đôi giày của tôi là đôi giày màu xanh lá cây cho nên tôi sẽ đổi lại đôi giày nha các bạn nha. Tôi sẽ ra vẽ thêm đôi giày đây. Không biết có đôi giày không ta? À đây đây đây, có đôi giày đây, giày đây. Tôi sẽ chọn vô phần đôi giày. Rồi bây giờ tôi sẽ thiết kế lại đôi giày của tôi nha. Đầu tiên thì là mình sẽ tô màu xanh lá cây vô nè. Đôi giày của tôi sẽ là có màu xanh này nè. Ok, chuyển nè. Ok, sau khi tô như thế này xong thì ở trên đôi giày của tôi nó sẽ có những cái viên gọi là những cái viên lục bảo màu xanh dương các bạn ạ. Màu xanh dương nó hơi đen đen xíu cho nên là mình sẽ vẽ thêm những cái viên lục bảo lên. Ok, đôi giày này của tôi á là đôi giày mà tôi mua từ rất là lâu rồi các bạn. Thì đôi giày này là của hãng Gucci nha các bạn nha. Đó, thấy không, mình á mặc dù là mình gọi là mình nghèo thiệt nhưng mà mình gọi là mặc đồ là mình thấy mua đồ Gucci các bạn, thấy không, tiền quỷ đen. Tiền quỷ đen của tôi đó bạn. Tôi nếu như bạn nào mà xem tôi từ lâu thì chắc bạn cũng biết là tôi là một người rất là thích giày, cho nên là mình hay gọi là giấu quỷ đen để mình mua giày đó mấy bạn ạ. À. Đấy. Ấy mà sao tôi vẽ hồi xong tôi thấy nó giống như là đôi giày này nó bị dơ á, chứ nó không có dính, chứ nó không phải là mấy viên kim cương dính trên đôi giày nữa. Thôi, tôi thấy tôi vẽ xấu quá, thôi mình bỏ tiền ra mình mua đại luôn đi chứ tôi vẽ xấu quá bạn ơi. Gần lưu, trời vẻ xấu quá, tôi vẽ đôi giày xấu quắc rồi, tôi sẽ mua luôn nha các bạn nha, tôi mua luôn cho nó chắc ăn. Đây nè, tôi thấy có cái đôi giày nè, đôi giày của con khủng long nè, bạn nhìn cũng na ná, đôi giày Gucci đó của tôi nè. Ok, mình sẽ mua luôn đôi này với giá 10 kim cương nha. Rồi, đã mua nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mặc thử skin của mình và sau đó mình vào trong game mình test thử cho anh em xem để coi cái bộ skin của mình liệu rằng là nhìn nó đã ok chưa, và sau đó mình sẽ mời Sammy vào và cùng nhau xem thử coi skin của hai đứa mình ai giống ngoài đời thật hơn để có thể nhận được 10 triệu nha các bạn. Rồi, ok Mini ơi, tôi đã vào trong game rồi đây, thì bây giờ Mini sẽ nhìn thấy được bộ skin của tôi khi mà tôi mặc vào thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đây, tóc màu trắng, mắt kính màu đỏ, có cái quần hoa y hệt như ngoài đời thật, đôi giày màu xanh lá cây cùng với lại một cái áo đen bên trong và cái áo khoác ở bên ngoài là cái áo sọc nha các bạn nha. Đấy, thì theo như mà tôi đánh giá thì tôi đã thấy được cái skin này của tôi là nó cũng phải được khoảng 80% độ giống ở ngoài đời thật rồi. Ừ, khoan đã, từ một tí nữa, nếu như vậy một tí nữa là mình sẽ phải thay đổi cái mắt kính của mình luôn. Mắt kính của mình hiện tại ở ngoài đời thật là mắt kính màu này là màu trong mấy bạn ạ, màu trắng, nên là một tí nữa mình phải tìm mắt kính màu đỏ mình đeo vô nhìn cho nó giống y hệt trong game luôn. Đấy, ok rồi, nói chung là đây là bộ skin của tôi, còn bộ skin của Sammy thế nào thì một tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem thử và để coi mình với Sam ai mặc đồ giống ở trong game nhất và sẽ nhận được 10 triệu nha các bạn nha. Ok, còn giờ thì chờ Sam thôi. Ok rồi, ok 500 anh em, thì hiện tại bây giờ tôi đã cùng với Sammy, bọn tôi đã cùng nhau vẽ xong skin rồi nè. Thì đây, xin giới thiệu mọi người, skin của tôi chắc bạn cũng thấy rồi, nãy giờ quay rồi, còn đây chính là skin của Sammy quay lại coi. Thương không? Mà hồng lèo lẹt nè. Ủa sao cái skin của Sam nhìn nó giống cái bộ đồ ngủ vậy? Hả? Ôi chàng ơi, tôi nhìn giống đồ ngủ quá à. Ủa sao tôi thấy nó không giống bộ đồ ngày hôm qua Sammy mặc đi chơi chung với tôi nha. Có mà, cái này là do tôi mặc áo vô, coi là tôi đóng nút vô, ê nhìn như đồ ngủ vậy đó. Tôi thấy trong đây nhìn nó giống như là đồ ngủ á, chứ không phải là đồ đi chơi nữa nha.
đồ ngủ màu hồng đó. Ok. Rồi, thì nói chung là đây là bộ đồ của mình với Sam trong game nè các bạn. Đấy, thì bộ đồ của mình là sẽ một cái bộ đồ có cái quần có hoa nè. Bên ngoài sẽ là một cái áo có những cái sọc màu xanh, bên trong là áo đen đó, có mắt kính màu đỏ nữa nha. Còn Sammy sẽ là một bộ đồ full màu hồng như thế này. Rồi. Áo caro màu hồng đó. Áo caro màu hồng hả? Rồi ok. Vậy thì bây giờ để tôi với Sam sẽ cùng nhau xuất hiện ở ngoài đời thực để coi coi liệu rằng đồ của tôi với đồ của Sam nhìn có giống ở trong game nhớ bạn, và ai sẽ là người chiến thắng giành được 10 triệu đây. Tôi chắc chắn sẽ là người giành được 10 triệu. 10 triệu là của tôi. Rồi ok. Chơi đây. Bừng chiều. Nếu các ngươi đã thằng tâm muốn biết thì chúng ta cũng xin sẵn sàng trả lời để bảo vệ cho trái đất bị phá hủy, để gì quên tiêu ta, để ăn tô bún bò trước sớm thì bọn tôi nói gì trời, mệt quá. Nói chung là ngày hôm nay bọn mình đã mặc đồ y hệt như trong game đây đó, thì Sammy chính là bộ màu hồng, cây hồng móng hồng. Còn Phong là bộ màu xanh đó. Thì mấy bạn coi cái vlog lần trước của Phong với Sam thì bạn cũng biết là Phong với Sam đã mặc đồ như thế này để đi quay vlog với nhau. Ôi, làm gì vậy? Sao hai người lại trong phòng tôi hả? Ủa thì mượn cái phòng quay clip cái thôi, làm gì căng vậy? Mượn phòng gì mượn phòng, phòng ta đâu phải là miễn phí đâu mà vô mượn vậy. Giờ sao giờ? Sim ơi, các em cho chị mượn phòng kìa. Cho mượn được. Nhanh, hay quá Sim, 10 điểm đó. Thì nói chung á là bạn nhìn thấy nè, bộ đồ của Phong. Đây, Sam đi ra chỗ khác đi. Đi ra. Phong khoe bộ đồ của Phong trước. Đầu tiên bạn thấy là bộ đồ của mình. Đây, cái áo sọc y hệt như trong game đó, thấy không? Rồi bên trong là áo màu đen y hệt trong game luôn. Bên trong đây là bụng sáu muối à, bụng sáu muối chắc không có đâu. Ừ rồi đây mắt kính màu đỏ đó, thấy không? Ở trong game mình đeo mắt kính màu đỏ nên ngoài đời mình đeo mắt kính màu đỏ luôn. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình đeo tận hai mắt kính vậy, tại vì mắt kính này nó không có chồng mấy bạn à. Ừ, nó không có chồng mà giờ tôi mở ra tôi không thấy đường cho nên thôi tôi phải đeo hai cái cùng lúc nữa, nhưng mà cũng là mắt kính màu đỏ đúng không? Đấy, và thêm cái nữa là đeo đồng hồ chỉnh chu cái kiểu đó nha. Rồi quần nè, quần là cũng y hệt như trong game luôn, nó có mấy cái hoa nè, thấy không? Có mấy cái hoa nè, thấy không? Đó, hơi bị chỉnh chu luôn á, đẹp luôn á nha. Đó, quà quà đến tôi. Nói gì đủ à. Đó thì đây, mình là một cô gái dịu dàng nít na. Đó thì đây, có cái móng màu hồng dễ thương, có cái bộ áo, áo nó sọc màu hồng, và chiếc quần màu hồng. Đó, tất cả mọi thứ đều là màu hồng. Đó, chắc chắn tôi là người dũng nhất rồi. Ê, nhưng mà sao mà sao nên nhớ một điều rằng là Phong á nha, là Phong có cả mắt kính nè, đồng hồ nè, đồ của Phong giống hơn đó, còn Sam là Sam chỉ có bộ quần áo màu hồng thôi. Nhưng mà tôi dễ thương hơn, ông sao dễ thương bằng tôi được? Dễ thương hơn chỗ nào? Thôi, bây giờ thế này đi, bọn mình không biết rằng là mình với Sam ai sẽ là người chiến thắng hết, cho nên mấy bạn fan hãy bình luận ở bên dưới nha. Ai bên team của Phong thì hãy bình luận là team Phong, còn ai bên team của Sam thì hãy bình luận là team Sam. Đó, để coi liệu rằng tôi với lại Sam ai là fan đông hơn đó, ai là người chiến thắng đó. Chắc chắn 10 triệu là của tôi, 10 triệu là của tôi, là của tôi. Xin mấy bạn luôn á, mấy bạn mình chọn cho Phong nha. Phong mà thắng á là Phong sẽ mua, Phong mua thật là nhiều đồ chơi và Phong quay cho bạn coi nha. Mấy bạn nhớ mình chọn Phong nha. Của tôi hả? Cay nhớ mình chọn cho Phong nha, tại vì á là Phong mà được 10 triệu Phong chia cho Cay 2 triệu được không? Nhớ nha. 5 triệu. 5 triệu là không, 5 triệu không có. 5 triệu. 5 triệu đâu. Gì vậy, khoe gì? Được, tôi sẽ ủng hộ bạn. Ủng hộ